đuối nước theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới, vụ đuối nước Drowning hay là ngạt nước là hiện tượng khí quản bị chất lỏng, thường là nước, xâm nhập vào và gây nên tình trạng khó thở. Đuối nước gây nên tình trạng thiếu oxy ở nhiều cơ quan, bao gồm cả phổi, não, và nếu không được cứu chữa kịp thời thì có thể dẫn đến tử vong hoặc gây ra những di chứng nặng nề về sau. Hiện tượng đuối nước này có thể xảy ra ở bất cứ ai, ở một người chưa biết bơi, những người biết bơi, kể cả những người bơi rất giỏi, và nhất là trẻ em thì rất là dễ bị đuối nước. Để tránh hậu quả nghiêm trọng xảy ra, nạn nhân cần được nhanh chóng đưa lên bờ và thực hiện cấp cứu ngay lập tức. Đối với người rơi vào tình trạng đuối nước này thì mỗi giây, mỗi phút rất là quý giá. Đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây nên tử vong hàng đầu ở trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ, đuối nước là nguyên nhân tử vong hàng thứ 10 không chú ý. Các nhóm khác có nguy cơ tử vong do đuối nước cao như là trẻ em người Mỹ gốc Phi, trẻ em người bản địa, di dân hoặc là những người nghèo khó. 80% xảy ra ở nam giới, ở lứa tuổi từ 1 tuổi trở lên. Ở những người uống rượu bia, những người sử dụng thuốc tâm thần, thuốc gây nghiện. Ở những người mất năng lực tạm thời, ví dụ như là chứng động kinh, thì có thể gây nên nguy cơ gấp 20 lần đuối nước ở trẻ em và thanh thiếu niên. Đối tượng dễ bị đuối nước nữa, đó chính là những người có hội chứng QT kéo dài. Vì bơi lội có thể làm khởi phát tình trạng loạn nhịp ở những người có sóng QT kéo dài. Kế đó là những người có hành vi nín thở dưới nước nguy hiểm. Những hành vi nín thở dưới nước này có thể do thi đấu, do thách thức, v.v. Đuối nước thường xảy ra ở bể bơi, ở bồn nước nóng, ở các vùng nước tự nhiên như sông, hồ, ao, suối. Và đối với trẻ mới biết đi thì có thể đuối nước xảy ra ở trong nhà vệ sinh, ở bồn tắm, ở những xô nước có chất tẩy rửa làm nhà do ướt mặt vào trong xô nước. Những người mặc đuối nước mà không tử vong thì khi nhập viện cấp cứu thì có khả năng tử vong cao gấp 4 lần. Sinh lý bệnh của đuối nước như thế nào? Thứ nhất là thiếu oxy. Thiếu oxy là hiệu quả rất là nặng nề, ảnh hưởng đến não bộ, tim và các cơ quan khác. Kế đó là ngừng thở, sau đó là ngừng tim có thể xảy ra. Thiếu oxy não có thể gây nên di chứng về thần kinh vĩnh viễn. Tình trạng thiếu oxy máu toàn thể thì có thể xảy ra tình trạng toàn chuyển hóa. Tình trạng thiếu oxy tức thời do hít phải những chất dịch bên ngoài hoặc là chất dịch của dạ dày gây nên phản xạ co thắt thanh quản cấp tính. Hít phải những chất dịch hay là những hóa chất gây nên tình trạng viêm phổi hóa học, và sau đó có thể viêm phổi do nhiễm khuẩn làm giảm đi sự phát tăng bề mặt của phế nang phổi và gây nên tình trạng xẹp phổi. Xẹp phổi nếu ở một diện rộng thì có thể làm cho phổi bị đông cứng lại, không còn trung giãn được nữa, gây nên tình trạng thông khí kém, dẫn đến siêu hô hấp với tăng CO2 và nhiễm toàn hô hấp. Sự tưới máu của dụng phổi thiếu oxy sẽ làm thiếu oxy của phế nang, gây nên tình trạng phù phổi mà không do huyết động. Đó là tình trạng thiếu oxy. Thứ hai là tình trạng hạ thân nhiệt. Tiếp xúc với nước lạnh sẽ gây ra tình trạng hạ thân nhiệt của toàn cơ thể một cách đáng kể. Tuy nhiên, hạ thân nhiệt có thể được bảo vệ bằng cách kích thích các phản xạ lạnh ở động vật có vú, làm chậm nhịp tim, co thắt các động mạch ngoại biên để đưa máu và oxy đến tim, đến não. Đồng thời, hạ thân nhiệt cũng giúp nhu cầu giảm oxy đến các mô, có thể kéo dài sự sống và trì hoãn việc tổn thương các mô do thiếu oxy. Phản xạ lạnh và các động tác bảo vệ trên lâm sàng của nước lạnh thường rõ nhất ở trẻ nhỏ. Thứ ba là hít phải dịch. Phản xạ co thắt thanh quản sẽ là phản xạ bảo vệ để tránh phải hít nhiều dịch vào. Sự phân biệt giữa nước ngọt và nước biển mặn khi đuối nước được coi là quan trọng do sự dịch chuyển của chất điện giải, sự tan huyết. Hít phải chất dịch có thể dẫn đến viêm phổi do vi khuẩn, do vi nấm hoặc là gây tình trạng phù phổi. Các hành vi nín thở dưới nước nguy hiểm. Hành vi nín thở dưới nước nguy hiểm này chủ yếu là ở những thanh thiếu niên,
những người trẻ, khỏe mạnh, thường là những người bơi lội tốt, đang cố gắng kéo dài cái khả năng chìm của mình, khả năng nín thở của mình qua các trò chơi và thách đố. Tình trạng thiếu oxy sẽ xảy ra trước, sau đó là thiếu oxy nhiều sẽ gây thành tình trạng mất ý thức và sau cùng có thể bị chết đuối do đuối nước. Các thương tích liên quan trong đuối nước có thể xảy ra các tổn thương ở xương, ở mô mềm, ở đầu hoặc là ở nội tạng bên trong, đặc biệt ở những người chơi lướt sóng, đi đua thuyền, những nạn nhân bị lũ lụt, người ở trong xe bị chìm, người chúi xuống nước, ở dùng nước nông, bị thương tích ở cổ, cột sống. Đây cũng là những nguyên nhân gây đuối nước. Có 3 giai đoạn đuối nước. Giai đoạn 1 thì bắt đầu chìm xuống. Giai đoạn 2, nạn nhân hít phải nước và co thắt thành khí quản. Lúc đó, phổi vẫn còn khô. Ở giai đoạn 3, cơ thể sẽ bị thiếu oxy do dịch tràn vào trong phổi. Lúc đó, các nhu mô phổi sẽ bị tổn thương. Nếu bệnh nhân không được nhanh chóng đưa lên bờ thì sẽ dẫn đến tình trạng ngạt và chết đuối. Những dấu hiệu nhận biết bị đuối nước như thế nào? Bản chất của việc đuối nước là do tình trạng thiếu oxy, do không hô hấp được. Do vậy, người bị đuối nước có những biểu hiện rất rõ ràng như thở nhanh, khó thở, đau tức ngực, tim đập nhanh, rối loạn nhịp tim, huyết áp tụt, có thể xảy ra tình trạng co giật, mất ý thức, da tím tái, khạc ra đàm lẫn máu và tình trạng phù não. Nguyên nhân của bị đuối nước thì như thế nào? Thứ nhất là không biết bơi. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của đuối nước. Trong trường hợp rơi xuống nước mà chúng ta không có kỹ năng bơi thì tình trạng đuối nước sẽ rất cao. Nguyên nhân thứ hai là bị chuột rút khi bơi. Đã có một bài nói chuyện về chuột rút khi bơi và cách xử lý. Chuột rút là một tình trạng là xảy ra trong khi bơi. Nhưng mà không biết cách xử lý thì xảy ra tình trạng rất là nghiêm trọng. Đã có những tình trạng đuối nước rất là thường tập xảy ra ở những người biết bơi hoặc là bơi giỏi. Và nguyên nhân chính đó là chuột rút khi bơi. Thứ ba là chọn lựa vị trí bơi không an toàn. Đi bơi ở những địa điểm không an toàn, không được trang bị đồ cứu hộ là một trong những nguyên nhân được đề cập rất nhiều. Hàng năm vào những dịp nắng nóng, các tụ điểm, các bãi tắm tự phát ở ven sông, ở ven hồ thì rất là nhiều. Và ở đây tiềm ẩn rủi ro đuối nước rất cao. Hậu quả của đuối nước thì như thế nào? Nguy hiểm nhất, trầm trọng nhất là tử vong. Trong trường hợp không tử vong thì có thể để lại những di chứng nặng nề đối với sức khỏe. Những người bị chết đuối hụt có khả năng bị viêm phổi, bị siêu hấp rất cao, đặc biệt là đối với tình trạng thiếu oxy ở não, có tình trạng phù não thì để lại những di chứng rất nặng nề, có thể rơi vào tình trạng có đời sống thực vật nếu mà không được cứu chữa kịp thời và đúng cách. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam thì hàng năm có khoảng 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước. Tỷ lệ này là rất cao ở Đông Nam Á và cao gấp 10 lần những nước đang phát triển. Đây thực sự là con số đáng báo động cho toàn xã hội trong vấn đề đuối nước, nhất là ở trẻ. Cách cứu người bị đuối nước hiệu quả và đúng cách thì như thế nào? Thứ nhất là chúng ta phải nhận định tình huống. Nạn nhân bị đuối nước thì liên tục vùng vẫy, miệng ở trên mặt nước và cố để kêu cứu sự giúp đỡ. Lúc này, nếu bạn không biết bơi hoặc là không tự tin vào khả năng cứu hộ của mình thì hãy hô lên thật to để mọi người tới tiếp cứu. Đồng thời, hãy gọi dịch vụ cứu hộ khẩn cấp. Khi cứu người bị đuối nước thì chúng ta phải căn cứ vào hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người cứu không biết bơi. Trường hợp thứ hai là người cứu biết bơi. Trong trường hợp người cứu đuối không biết bơi thì chúng ta áp dụng cách sau. Nếu nạn nhân bị đuối nước ở gần bờ thì chúng ta nằm sấp để giữ thăng bằng, không nên rướn người quá mức ở mép hồ nước. Sau đó giới tay của mình ra và hô to lên: "Hãy nắm tay tôi!" Nói to và rõ ràng. Nếu cứu nạn nhân lúc mà bạn đang đứng thì có thể bạn sẽ đứng không vững, sẽ bị thổi kéo xuống nước. Thứ hai, nếu mà nạn nhân ở xa tầm với của mình, khi nằm xuống để giơ tay ra thì chúng ta phải dùng một cây sào hoặc là một móc cứu hộ đưa cho nạn nhân bám vào và kéo họ vào bờ. Nếu có phao bơi hoặc là áo phao hoặc là tấm nệm nổi ném cho nạn nhân và đồng thời cũng hô to lên để nạn nhân biết mà bám vào.
Khi nén thì chúng ta cũng căn cứ vào cái hướng gió, rồi hướng dòng nước chảy để bảo đảm phao đến đúng vị trí con người bị đuối nước. Trường hợp 2 là người cứu đuối nước biết bơi. Nếu người cứu đuối tự tin vào khả năng bơi của mình, có thể nhảy xuống nước để đưa nạn nhân lên bờ. Lưu ý nên mặc áo phao hoặc là phao bơi để mà an toàn cho cả hai. Chúng ta nên bơi sải để cho nhanh. Nếu có mang theo áo phao, hãy ném cho nạn nhân bám vào và kéo nạn nhân vào bờ từ phía sau. Lưu ý, người cứu đuối nên giữ một khoảng cách an toàn vì nạn nhân trong lúc hoảng loạn có thể ôm chặt lấy bạn, gây nguy hiểm cho cả hai. Để cứu người bị đuối nước một cách an toàn và hiệu quả thì cần lưu ý những vấn đề sau. Để cho nạn nhân nằm ngửa, người cứu đuối ở phía sau nạn nhân, một tay dắt ngang ngực và một tay dùng để bơi. Nâng cả bệnh nhân ngửa lên. Phương pháp này đối với những nạn nhân là người mập và người cứu đuối, dùng tay còn lại để bơi vào bờ. Nếu nạn nhân có trọng lượng nhẹ hơn người cứu đuối và đã bất tỉnh thì người cứu đuối có thể bơi ngửa, dùng ngực để đỡ đầu nạn nhân, hai tay sắp dưới nách cho nạn nhân thoải mái, sau đó dùng hai chân bơi đưa nạn nhân vào bờ. Có thể từ phía sau, người cứu đuối nắm chùm tóc ở trước trán của nạn nhân để mặc nạn nhân ngửa lên. Các chuyên gia cũng có khuyến cáo không phải ai cũng biết kỹ năng về cứu đuối. Vì thế, nếu chúng ta không có kỹ năng về cứu đuối, chúng ta nên hô to lên để mọi người tới phụ giúp trước khi hành động như đã kể ở trên, để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra cho cả hai. Cách sơ cứu người bị đuối nước. Bước 1. Kiểm tra về đường thở của bệnh nhân. Đưa nạn nhân lên bờ và kiểm tra coi nạn nhân có còn thở hay không. Xem trong họng có dị vật gì không, ví dụ như hàm giả hay là thức ăn thì chúng ta nên móc nó ra. Nếu nạn nhân không còn thở, chúng ta bắt mạch ở cổ tay trong vòng 10 giây xem còn đập hay không. Bước thứ 2 là chúng ta hồi sức về tim phổi. Nếu mạch không còn đập, chúng ta phải hồi sức tim phổi ngay. Đầu tiên, đặt góc cổ tay vào giữa ngực của bệnh nhân, dùng xương ức. Đặt lòng của bàn tay này lên lưng của bàn tay kia, giữ phiểu tay thẳng và phần vai vuông góc với hai tay. Sau đó thực hiện ép tim 30 lần với tần suất là 100 lần một phút. Mỗi lần ấn sâu khoảng 5 cm, kiểm tra nạn nhân đã thở được chưa. Thứ ba là hỗ trợ hô hấp nếu nạn nhân không tự thở được. Để cổ nạn nhân ngửa và nâng cảm lên, kẹp bổi lại và áp miệng của mình vào miệng của nạn nhân, thổi ngạt với 2 lần cho 1 giây. Thực hiện hô hấp nhân tạo này sau 30 lần ép tim. Chúng ta tiếp tục thực hiện các động tác này cho đến khi nạn nhân thở lại được, tim đập lại được, hoặc là khi nhận được sự trợ giúp của nhân viên y tế. Phòng ngừa tình trạng đuối nước như thế nào? Để hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em và người lớn, thì mỗi cá nhân phải áp dụng các giải pháp sau. Thứ nhất là học bơi. Cần đến các trung tâm thể dục thể thao hoặc các bể bơi để đăng ký. Đối với trẻ em nên khuyến khích học bơi từ nhỏ. Hiện nay có rất nhiều bà mẹ tập bơi cho con. Đây là phương pháp rất tốt để giúp trẻ biết bơi mà cũng là để phát triển tốt về thể chất và cũng qua đó tránh được tình trạng đuối nước xảy ra. Là học bơi. Thứ hai là phải bơi ở những nơi an toàn. Khi có nhu cầu bơi lội thì chúng ta nên đến các trung tâm bơi lội, các bể bơi có đầy đủ nhân viên cứu hộ và dụng cụ cứu hộ. Nhờ có trường hợp nguy hiểm xảy ra thì sẽ được cấp cứu kịp thời. Thứ ba là không nên tắm hoặc là bơi ở nơi vắng vẻ, ít người. Ở khu vực như sông, suối, ao hồ thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị đuối nước do nước chảy mạnh, sâu. Vì vậy các bậc phụ huynh không nên cho trẻ em tắm hoặc là bơi lội ở những khu vực này. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu có câu hỏi gì, hãy comment bên dưới video. Và nếu thấy hay, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và nếu chưa đăng ký kênh, hãy subscribe kênh và nhấn vào hình chuông để nhận được nhiều video mới tiếp theo. Xin cảm ơn.